Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Thủy Sinh For You. Thì hôm nay đang tiện vệ sinh cái lọc cho cái bể thủy sinh của mình, thì mình mới lấy ra một cái ý định cũng ngồi nghiên cứu. Mình cũng lướt qua diễn đàn rồi Facebook cũng gặp, cũng thấy nhiều bạn đang gặp cái vấn đề là mình chưa hiểu đúng lắm về trong cái vấn đề là lọc trong bể thủy sinh, cũng như là cách vệ sinh, cũng như là các vấn đề mình đang hiểu nhầm. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là 6 vấn đề mà chúng ta hay hiểu nhầm về lọc trong bể thủy sinh nhất, giúp cho những bạn newbie hoặc những bạn mới tìm hiểu về thủy sinh có thể hiểu rõ hơn về lọc, có thể hiểu rõ hơn về tác dụng của lọc này, làm sao để cho chúng ta có thể sử dụng lọc một cách tốt nhất, làm sao có thể là mang lại hiệu quả cao nhất đối với những cái loại lọc thủy sinh chúng ta đang dùng. Và sai lầm đầu tiên đó chính là việc hiểu nhầm lọc làm trong nước bể thủy sinh của chúng ta. Mình nghĩ đây là một sai lầm khá là điển hình và rất nhiều anh em gặp phải. Trên thực tế thì lọc chỉ là một nơi giúp luân chuyển dòng nước trong bể thủy sinh của chúng ta mà thôi. Nó có máy bơm, nó hút nước ra và nó đẩy nước ra, nó luân chuyển như vậy. Chính vì vậy, lọc thực chất không phải là nơi giúp bể thủy sinh của chúng ta trong hơn, sạch hơn, mà cái vật liệu lọc và những cái bông lọc mới là những cái giúp cho bể thủy sinh của chúng ta trong hơn và sạch hơn. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề về lọc và vật liệu lọc và lọc phải kết hợp với nhau thì mới giúp bể thủy sinh của chúng ta trong hơn, sạch hơn được. Mình tham gia diễn đàn gặp rất nhiều anh em luôn hỏi những cái câu là bạn ơi bạn dùng lọc gì mà nước trong thế, bạn ơi bạn dùng lọc như thế này thì nước có sạch không. Và mình cũng nhận được khá nhiều câu hỏi trên những cái fanpage của mình, luôn hỏi mình rằng lọc nào sử dụng thì nước sẽ trong. Cố gắng giải thích cho mọi người hiểu rằng lọc chỉ là một nơi giúp tuần hoàn nước ở trong bể thủy sinh mà thôi, nó không có tác dụng chính là làm nước trong. Chính vì vậy mọi người phải chú ý hơn về vấn đề sử dụng vật liệu lọc làm sao cho hợp lý, đầu tư vật liệu lọc như thế nào cho hợp lý và sử dụng những bùi nhùi như thế nào cho nó hợp lý. Những cái đấy với lại những cái chính giúp bể thủy sinh của chúng ta trong hơn và sạch hơn. Và cuối cùng vẫn với quan tâm đến cái vấn đề là công suất của lọc mạnh hay là yếu. Bởi thực ra công suất mạnh thì giúp tuần hoàn nước nhanh hơn, tốt hơn, thì cũng góp phần một phần nhỏ nhỏ giúp bể thủy sinh của chúng ta sạch hơn. Nhưng nếu chúng ta không sử dụng những vật liệu lọc tốt, chúng ta sử dụng những vật liệu lọc như sứ, nham thạch, vật liệu giá rẻ, cái bề mặt tiếp xúc hay những cái bề mặt để nuôi vi sinh nó không có nhiều, thì kể cả lọc của chúng ta có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là giúp thổi nguồn nước ở trong cái bể thủy sinh của chúng ta thôi, nó lại không làm cho bể thủy sinh của chúng ta trong hơn, sạch hơn được. Chỉ hãy luôn luôn đầu tư vào vật liệu lọc làm sao cho hợp lý nhất để giúp bể thủy sinh của chúng ta trong hơn, sạch hơn. Sai lầm thứ hai đó chính là việc chúng ta luôn luôn nghĩ lọc càng mạnh thì nước sẽ càng trong. Trên thực tế như cái sai lầm đầu tiên mình có chia sẻ, lọc chỉ là nơi giúp tuần hoàn nước, và nếu lọc của chúng ta càng mạnh thì luồng nước sẽ được tuần hoàn càng tốt hơn. Nó cũng là một phần góp để phần cho cái bể thủy sinh của chúng ta được lưu thông nước tốt hơn, được sạch hơn một chút. Nhưng đó không phải là vấn đề chính mà giúp cái bể thủy sinh của chúng ta có thể sạch hơn hay không, mà vấn đề chính vẫn là ở vật liệu lọc. Đôi khi chúng ta sử dụng đầu tư vào những con quá mạnh, quá lớn, công suất quá cao mà chúng ta lại không đủ tiền để mua những cái vật liệu lọc tốt, hay là bố trí những cái dòng làm sao cho nó hợp lý, thì lọc có mạnh đến mấy thì cũng không phát huy được hết tác dụng của nó. Vẫn sử dụng con DF và CF 800 với công suất khoảng tầm 850 lít/giờ, vẫn sử dụng trộn và mọi người cũng vẫn thấy là bể của mình khá là trong. Cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta sắp xếp luồng nước làm sao cho nó hợp lý, làm sao để cho luồng nước đi nó được tuần hoàn tốt nhất. Và hiểu nhầm thứ ba đó chính là việc chúng ta luôn luôn nghĩ sử dụng nhiều vật liệu lọc thì sẽ giúp bể thủy sinh của chúng ta nước được trong hơn và sạch hơn. Trên thực tế nhiều vật liệu lọc sẽ giúp bể của thủy sinh chúng ta trong hơn và sạch hơn thật, nhưng đó là chưa đủ. Bởi vì mọi người luôn luôn phải hiểu rằng vật liệu lọc là nơi giúp vi sinh trú ngụ và sinh sản, và vi sinh là những cái dạng vi sinh vật có thể hấp thụ và chuyển hóa những cái độc tố ở trong nước trong bể thủy sinh của chúng ta, cũng như dạng những cái dạng chất hữu cơ như phân cá hoặc là những chất như là nia chúng ta tiết ra, một vài dạng như bụi ở trong nia của chúng ta như là bụi từ cát này, hay là những cái vật thể gọi là tạp chất cứng ấy, thì vi sinh sẽ không thể nào mà phân hủy được chúng. Và nếu mà chúng ta sử dụng phun vật liệu lọc ở trong cái lọc thùng thủy sinh của chúng ta,
chúng ta không sử dụng bông hay bồn nhùi để có thể cản lại những cái tạp chất này thì nó lại sẽ đẩy lại trong bể thủy sinh của chúng ta. Nên mọi người luôn luôn sẽ cảm thấy rằng cái việc sử dụng phun vật liệu lọc đôi khi sẽ luôn luôn có những cái tạp chất bay lơ lửng ở trong nước. Vì như vậy mình gặp rất nhiều anh em ở trong hội hỏi rằng sao mình sử dụng rất nhiều vật liệu lọc tốt như sắt này, matrix này, lọc của mình cũng chạy khá là mạnh, khá là ngon, nhưng mà sao bể của mình luôn luôn cảm thấy nó cứ hơi bị đục đục, hơi bị bẩn bụng. Thì sau một hồi tư vấn thì mình mới biết là các bạn ấy luôn luôn cho phun vật liệu lọc trong cái lọc thùng và không để những cái lớp bông lọc, những cái bùn nhùi để có thể cản lại được những tạp chất đó. Đấy thì nó cứ tuần hoàn, nó cứ chảy qua, nó lại đẩy vào bể thủy sinh. Thì đây là một sai lầm, một cái hiểu nhầm khá điển hình với mọi người rằng cứ cho rất nhiều vật liệu lọc vào cho phun thì sẽ là tốt nhất, mà không để ý rằng chúng ta nên kết hợp thì sẽ tốt hơn. Hãy để một lớp bông lọc ở bên trên gần cái đầu máy bơm mút ấy, để gần cái đầu ao ấy, thì nó sẽ giúp mọi người có thể là gom lại những cái tạp chất ở lại trong cái lọc thùng của chúng ta. Nhiều bạn cũng hỏi là vì sao phải dùng lọc phụ là vì như vậy đấy. Cái lọc phụ là cái lọc mà ở đầu in đi vào trước khi vào thùng ấy, thì mọi người sẽ để rất nhiều bông và những cái bùi nhùi để có thể cản lại những cái bụi ở trong cái bông lọc đó. Thì nếu mà mình sử dụng những cái lọc phụ như vậy thì mình sẽ ít đỡ phải vệ sinh những cái lọc chính của chúng ta hơn, và cái khả năng nuôi vi sinh ở trong đấy sẽ tốt hơn. Vì mọi người cũng biết là nếu mà một mình cứ vệ sinh lọc chính liên tục thì vi sinh nó cũng sẽ bị chết khá là nhiều qua quá trình sử dụng, rồi là nó cũng khá là lít kích. Thì mình sử dụng lọc phụ nó vừa có nhiều bông lọc có thể giúp chúng ta cản được rất là nhiều bụi bẩn ở trong cái bể vệ sinh của chúng ta trước khi vào lọc chính, và cái việc tháo lọc và vệ sinh nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chính vì vậy hãy luôn luôn sử dụng bông lọc kết hợp với vật liệu lọc để giúp lọc của vệ sinh của chúng ta sử dụng được tốt nhất và phát huy được nhiều tác dụng nhất nhé. Và hiểu nhầm thứ tư đó chính là việc chúng ta luôn luôn nghĩ rằng sử dụng nhiều nhất những dạng vật liệu lọc tốt như sắt matrix hay những dòng vật liệu lọc cao cấp khác thì giúp bể vệ sinh của chúng ta nó sẽ lọc tốt hơn. Trên thực tế thì mọi người cũng vẫn phải hiểu rằng những vật liệu lọc chỉ là nơi giúp vi sinh cư trú, và những cái công nghệ của những cái hãng khác nhau sẽ giúp cho một dòng vi sinh nào đó có thể là tối ưu hay là phát triển tốt hơn. Chính vì vậy chúng ta nên kết hợp nhiều dạng vật liệu lọc lại với nhau để giúp cho bể thủy sinh của chúng ta có một cái sự cân bằng tốt nhất. Ở trong cái lọc thùng của chúng ta sẽ nuôi được những cái dòng vi sinh đa dạng nhất, chứ không nên sử dụng một dòng vật liệu lọc nào là cố định. Mình luôn luôn sử dụng cả sắt này, mã trịnh này, và cả những cái dạng như kiểu là sứ bi hay là nhang thạch ngâm vũ mình vẫn cho vào. Thì tí nữa mình có quay cho mọi người để mọi người thấy. Thì mọi người cũng cứ hiểu rằng là người thì thích ở nhà to, người thì thích ở nhà chật, người thì thích ở dạng biệt thự, người thì thích ở ngoại ô. Thì chính vi sinh cũng vậy thôi. Chúng ta kết hợp những cái dòng vật liệu lọc như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nuôi được nhiều chủng vi sinh hơn ở trong cái lọc vi sinh của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta vẫn luôn sẽ ưu ái cái số lượng vật liệu lọc tốt, vật liệu lọc sắp magic, những dòng vật liệu lọc cao cấp với số lượng nhiều hơn, nhưng vẫn nên để bổ sung thêm một chút, khoảng tầm 10-20% những dòng vật liệu lọc khác, những dòng vật liệu lọc giá rẻ để chúng ta có thể là tối ưu được những cái số lượng vi sinh có lợi trong cái bể vi sinh của chúng ta. Đấy, cũng làm sao để cho nó hài hòa nhất có thể. Và cái sai lầm tiếp theo mình nghĩ cũng khá là nhiều anh em hay vướng phải, đó là chính vì là cái việc chúng ta sẽ vệ sinh cái lọc của chúng ta làm sao trong thời gian sử dụng làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thì nhiều anh em sẽ bê cái lọc ra ngoài, kèm theo đó là chúng ta sẽ cho đổ hết cái nước bẩn ở trong đó đi, xong là dùng nước mới rửa cho cái vật liệu lọc này sao cho sạch nhất. Thì đây là một cái sai lầm rất là điển hình mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em phải gặp phải. Đây là cái khay vật liệu lọc của mình, ở bên dưới có matrix này và neo, bên trên thì có nhâm thạch trắng, người gọi là đá rung vũ ấy. Đây nó rất là bẩn, nhưng mà mình không bao giờ dùng nước mới từ những cái vòi này xả vào để mà rửa, bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì những cái loại dòng nước chúng ta như thế này có clo nó sẽ diệt hết vi sinh ở trong này, và chúng ta sẽ chết hết, chúng ta sẽ phải tái tạo lại một hệ vi sinh lại từ đầu,
rất là cực khổ, rất là khó khăn khi chúng ta đã cố gắng làm mọi thứ để có thể là nuôi vi sinh ở trong những vật tiểu lọc này. Và sau một lần chúng ta rửa thì chúng ta lại giết chết hết bọn chúng, thì điều đó là một điều sai lầm thực sự của anh em. Đấy, lời khuyên của mình là mọi người hãy hút lấy một chậu thau nước như thế này, hay một xô nước như thế này từ cái bể của chúng ta, và chúng ta sẽ cho cái khay vật liệu lọc của chúng ta vào, và chúng ta rũ qua như thế này khoảng 5-10 lần. Đó, rũ qua thôi chứ cũng không cần nhất thiết là chúng ta phải nôi hẳn ra hay là gì. Đó, nó sẽ thôi hết những cái chất bẩn ở trong cái khay nọc của chúng ta ra. Đó, và tiếp theo khi chúng ta cho vào trong cái thùng nọc thùng của chúng ta ấy, chúng ta cũng sẽ phải hút nước từ bể của chúng ta vào trong này, chứ sẽ không mồi nước bằng cách là hút nước mới hay là cho nước mới từ những cái vòi nước trực tiếp của chúng ta vào trong cái nọc thùng và cho vật liệu lọc vào nhé. Như vậy thì cũng không khác gì là chúng ta sẽ diệt sạch vi sinh ở trong những cái vật liệu lọc này. Và đó là cái sai lầm thứ 5 mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và đây là bước như mình có chia sẻ lúc nãy đấy. Chúng ta sẽ dùng nước ở trên bể thủy sinh của chúng ta để mồi thẳng vào trong cái nọc thùng này. Và lọc mình cũng chưa cho nước ở bên ngoài vào. Mình sẽ dùng nước ở trên bể thủy sinh của mình cho thẳng vào đây. Thì đây là một cái lưu ý mà mình, một cái kinh nghiệm mà mình rất muốn chia sẻ với mọi người sau 3 năm đúc kết của mình. Đó, thì những cái dòng lọc như thế này thì mọi người chỉ cần nắp vào, mở cái đầu này ra là nước nó sẽ tự chảy xuống dưới. Đó, nếu mà mọi người thấy nó không chảy quá mạnh, có thể là dùng cái này này, mồi cho nó là tí. Đó, để một lúc là nó sẽ chảy hết xuống. Ủa đây, đây. Bắt đầu xì hơi ra để chảy xuống. Thì hãy cố gắng làm như mình nhé, đừng phạm phải sai lầm này chết người này. Vì mình chắc chắn là rất nhiều bạn sau khi xem video này thì mới biết đến cái gọi là cái sai lầm này đấy. Và sai lầm thứ 6 đó chính là việc chúng ta sử dụng châm vi sinh để bổ sung cho vật liệu lọc của chúng ta. Thì nhiều bạn luôn luôn gặp cái sai lầm, cái hiểu nhầm là cứ khi nào chúng ta set up thì chúng ta sẽ cho nước vào và cho vi sinh luôn, hay là thay nước mới thì chúng ta cũng sẽ cho vi sinh luôn. Và đây là một cái sai lầm và một cái hiểu nhầm khá là tai hại. Bởi vì mọi người cũng cứ hiểu rằng những cái nước của chúng ta nếu mà không có những cái dạng khử độc tố như hay là khử vi sinh vật như clo thì không sao. Nhưng mà phần lớn chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng nước như vậy. Và nếu chúng ta vừa với cho nước đó vào và cho luôn vi sinh thì chúng sẽ giết chết phần lớn những vi sinh ở trong những cái chai chúng ta châm vi sinh vào trong đó. Chính vì vậy mọi người hãy cố gắng để khoảng tầm 2-3 tiếng hoặc là nửa ngày để làm sao cho nó vơi bớt những cái độc tố ở trong những cái chất khử vi sinh ở trong nước của chúng ta đi. Và lúc đó chúng ta có thể là châm vi sinh vào thì nó cũng sẽ tốt hơn, vi sinh nó cũng sẽ tồn tại được lâu hơn. Hãy cố gắng để nước ổn định nhất có thể rồi hãng châm vi sinh nhé. Và mong rằng với những chia sẻ này của mình có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về lọc và vật liệu lọc, làm sao để cho chúng ta có thể kết hợp chúng làm sao để là hiệu quả nhất có thể, và giúp những cái bể vi sinh của chúng ta có thể là trong nhất và sạch nhất nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.